Phu Bao, công chúa chê bon cháo lòng ngổ ngáo, ngày bị mẹ táng tám trận. Cứu tôi, cha tôi, tài ơi. Mày ăn không coi nồi, mày ngồi không coi hướng, mày gọi không bao giờ nha. Mày không biết giờ nào người ta ngủ chứ, mày nhìn mày không biết hả? Phu Bao là bé gấu trúc đầu tiên sinh ra tại Hàn. Báo mẹ, báo ông, báo nguyên cái vườn. Hả? Cái gì vậy bà nội? Run. Đi tới đâu vùi hoa dập liễu tới đó, hoa thấy hoa lụi, cây thấy cây tàn. Công chúa Phu Bao năm sau sẽ phải lên đường kiếm chồng. Không nên buồn, và không có gì phải buồn, thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài. Đúng không? Mưa nào mà hẳn lạnh. Phu Bao tên phiên âm tiếng Trung là Phúc Bảo, là bé gấu trúc đầu tiên được sinh ra ở Hàn vào ngày 20 tháng 7 năm 2020. Mẹ của bé là Ai Bao sinh năm 2013, còn bố là Lơ Bao sinh năm 2012. Khi mới ra đời, Phu Bao chỉ nặng có 197g. Chưa đầy 3 năm, cụ thể, tới ngày 8 tháng 5 năm 2023, cô công chúa bé nhỏ ngày xưa đã thành công chúa một tạ, nặng tới 101,3kg rồi. Ai Bao rất dịu dàng, yêu hoa cỏ, thế nhưng Phu Bao không biết thừa hưởng ghen lặn nào của mẹ mà thấy hoa là vùi dập. Những con đường hoa của Ai Bao đã trụi lùi lúc nào không hay vì công chúa Phu Bao ngày ngày lôi kéo nắm giật. Ngay từ khi còn nhỏ Phu Bao đã thích leo trèo lăn lộn, vì nghịch quá mẹ dạy không nghe nên mỗi ngày đều bị mẹ táng tám trận. Có thể nói chữ ăn trúc, ăn măng và đồ ăn ra thì Phu Bao ăn quăng, quật, đạp của mẹ mà lớn nên khỏe như vâm, quả đúng là thương cho roi cho vọt. Nhắc đến Phu Bao thì không thể không nhắc đến hai người, ông Cang Trơn Quân và ông Song Dân Quan. Hai ông đều rất thương Phu Bao, coi công chúa như cháu gái ruột của mình mà cưng chiều, yêu thương. Bố mẹ của Phu Bao sẽ ở Hàn 15 năm nên dự kiến cả hai sẽ ở lại tới tháng 3 năm 2031, nhưng Phu Bao thì sang tháng 7 năm 2024 sẽ hoàn thành hành trình du học và trở về Trung Quốc. Vì khi đó bé đã 4 tuổi, đến độ tuổi đủ khả năng sinh sản rồi nên phải quay về quê nhà để tìm bạn đời. Hy vọng khi về Trung, Phu Bao sẽ sớm kiếm được chồng như ý, có Phu Bao đời F1 thật đáng yêu. Quan trọng nhất là chúc cho công chúa luôn khỏe mạnh, vui tươi đi tới đâu banh nhà tới đó. Trước mắt chúng ta vẫn được thấy công chúa chê bon này ở Hàn hơn 1 năm nữa,